giờ thì cửa cống đang đóng các bạn. Bên điều tiết thì đang chặn một số anh em ghe hoặc là xà lan gì đó dừng lại nha. Đang đóng trùng qua nguy hiểm lắm. Tại bên điều tiết người ta đang cảnh báo. Anh ghe này biết qua kịp không nữa nè. Tại vì những lúc như này phải nói là nó cũng khá là nguy hiểm nha. Cống thì có khi là cống nhanh cống chậm nữa. Mấy anh đang cảnh báo. Đây là quá trình mà đóng cống các bạn, đóng cống để cho những cái phương tiện ghe tàu đi âu thuyền á. Biết còn chiếc nào xuống không nữa. Chung là mấy anh em mà có qua lại đây thì lưu ý nha, nói chung là cũng khá là nguy hiểm đó. Lúc mà đóng như thế này mà qua đại thì nó căng lắm nha. Cửa cống đang đẩy xuống từ từ. Chung là cái quá trình đóng cống nó cũng chậm lắm, xuống từ từ đó. Cống đang xuống rồi, qua kịp không nữa. Trên nó đang cố gắng ngăn chặn lại nha. Rồi không chịu quẹo phía bên này. Chạy được bên này thì ok rồi. Đó là những khúc dây khá là nguy hiểm cho mấy anh em ghe luôn á. Rồi lại anh qua được rồi. Xong thì chắc cũng đóng âu thuyền lại à. Đây gần nổi con nước rồi. Hai cabin nhìn khá là bự thôi. Chị em đang canh me.
ghe đang xuống rồi. Ra khói đen luôn trời. Quá trời lắc rồi. Xe lăn này thì vô Âu để mà đợi nha các bạn, đợi đầy xong rồi mở bên kia để mà đi ha. Bên kia thì có chiếc vỏ lãi, anh qua luôn rồi. Ồ, đậu lại rồi. Đậu lại không dám qua. Chiếc nhỏ thì qua trước thôi nha, còn sau đây ở trong anh nghe cây, anh cũng đang chuẩn bị từ từ ra nha các bạn. Ở
bây giờ cửa cống thì đang mở ra từ từ, chung là ngày bự rồi đó, có thể là qua được rồi. Nghĩ xà lan là lớn quá thì phải đợi mở hết hành trình cống rồi mới qua được nha. Rồi lại qua luôn rồi, trên này có chiếc ghe nhỏ nhỏ cũng chuẩn bị qua luôn. Bây giờ thì khi mà cửa mở hết hành trình thì bắt đầu anh xà lan này anh ra các bạn. Anh này cũng khá lớn nha, chiếc xà lan đi biển nha các bạn. Quá bự rồi. Ok thì hồi nãy kêu ép cái cửa vô để nước đừng chảy mà không ép được. 2m8. Có chó dữ viết cái tên trên, nó viết chữ trên cái nắp hầm luôn. Đây anh xà lan biển Kiên Giang. Qua phải lắc liền các bạn ơi, để lâu nó bê xuống dưới có chiếc xà lan cổng đen lên đó. Bắt đầu gió lại dùng cống các bạn, hôm nay thì khá là ít những phương tiện qua lại nha.
bơi ra bên kia xong mình máy chạy nha. Kéo cái vỏ lên hay sao á. Nằm cái ghe lên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xem ghe tàu được đóng nha các bạn. Anh ghe đi trước nha. Cành truyền chạy tốc độ cao dữ trời. Đang ghe cái chiếc vỏ nè. Ông sáng cái đây đây, tôi ghe tôi ra vô. Anh nói anh vô khúc này nó căng lắm nha. Trong lại các bạn. Ở trong ghe đang ra còn nhiều lắm. Anh tính lại cái trụ này đậu hay sao á. Nó rút dữ lắm luôn các bạn. Đậu này vịnh không nổi lên nó trôi vô luôn á. Anh xà lan đang chuẩn bị ra nha, mới mở dây à. Xà lan đang nạp ra để mà bắt đầu đi ha.
cuối cùng các bạn. Anh này ra xong thì tới mấy anh vỏ lãi và lại ghe xà lan vô ngoài vô nha. Rồi như còn ở sau còn chiếc ghe nữa nha. Trời ơi, lên cối luôn nè. Vô nha, nãy giờ đậu đợi cũng hơi lâu rồi đó. Tao lại vô trước để mấy anh nghe. Chiếc phà luôn. Ở trên kia thì mình thấy là có chiếc ghe chấu với lại mấy anh ghe cày nữa các bạn. Bây giờ thì ghe vô nha. Anh này vô xong rồi tới anh hai anh ghe cừ tới anh ghe chấu đi cuối nha. Mấy anh ghe củi quá, chở chà bông vàng nhiều các bạn. Sao anh ghe chấu đang vô nha. Ghe chấu anh vô bầu thuyền nha các bạn. Bữa giờ thì mới gặp anh ghe chấu nè. Hôm nay thì thấy xà lan đi nhiều. Này là không có chở nha, còn tàu nổi. Cái bên kia quá. Bây giờ sẽ đóng cống rồi nha các bạn. Cái chấu khổng lồ các bạn.
lên tới trên này luôn rồi. Ở trong thì đường cống đang được từ từ mở nha. Ở đó là ở trong thì giờ này thì khá là đông, những chiếc vỏ lãi đang đi ra. Là đầu ngoài này lát nữa mới khó vô nè các bạn. Đây nhà còn bờ bờ phải đợi mở hết cống rồi mới ra được. Ngồi ở trần rồi 37 độ á. Quá thấm bê tông. Lắc ghê ha.